Ngày 3 tháng 1, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Mường La để nắm tình hình công tác phát triển đô thị thị trấn Ít Ong. Tại huyện Mường La sau khi đi kiểm tra thực địa các công trình dự án đang triển khai trên địa bàn huyện, đồng thời nghe lãnh đạo huyện báo cáo về tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết quảng trường khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong. Theo đó, đồ án quy hoạch chi tiết quảng trường, khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong đã được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt tại quyết định số 642 ngày 6 tháng 5 năm 2022, diện tích trên 100 hecta, quy mô dân số khoảng 6.200 người. Hiện tại, huyện đã phê duyệt phương án cắm mốc biển Pano và công bố quy hoạch chi tiết xây dựng các hạng mục công trình. Các danh mục của dự án đã được Ủy ban Nhân dân huyện cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình tỉnh phê duyệt. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Quốc Khánh yêu cầu huyện Mường La phối hợp với các sở ngành của tỉnh tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, tiến độ và chất lượng các công trình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện các dự án để đô thị huyện Mường La phát triển bền vững.